Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 24 tháng 9, Công an huyện Kỳ Anh đã tạm giữ đối tượng NVH, sinh năm 1992, trú xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 551, DT551, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Kỳ Anh đã phát hiện NVH điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà điều khiển xe mô tô cố tình thông chốt. Sau đó, NVH còn quay lại vị trí mà tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, có lời lẽ xúc phạm và tấn công một chiến sĩ trong tổ cảnh sát giao thông. Với sự hỗ trợ từ người dân, tổ cảnh sát giao thông đã khống chế bắt giữ đối tượng NVH. Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Anh đã đến hiện trường đưa NVH về trụ sở để xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với H. Kết quả cho thấy NVH vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở mức 0,596 mg trên 1 lít khí thở.